thành thành một góc mơ trời. Những thăng trầm thời gian đã ghi tạc hình dáng, nét chạm trổ phượng long uốn lượn tựa mây sông. Có lẽ từ thuở khai sơn lập địa thì vùng đất ở nơi cửa sông Bạch Đằng lịch sử này đã hình thành, và đó cũng là nơi trấn ải phía đông của miền biển Hải Phòng, Quảng Yên. Và cho đến bây giờ cũng không ai biết từ bao giờ mà miền quê này, đồng bài nơi cửa sông ấy, đã có cư dân đến sinh cơ dựng nghiệp mà lập nên làng xóm trù phú như ngày hôm nay. Chỉ biết rằng đó là niềm tự hào của đất và người nơi đây, nơi miền quê này, đồng bào thân yêu. Đồng bào đây, một vùng quê chưa giàu, còn nhiều gian khó, nhưng từ bao đời nay vẫn đứng vững trước mọi sóng gió bão bùng của biển khơi, và hiên ngang trước mọi cuộc xâm lăng của biết bao thế hệ quân xâm lược. Về với đồng bào, du khách đi trên con đường 356, con đường xuyên đảo qua phà Đình Vũ, du khách sẽ được chiêm ngưỡng một bức tranh thật hùng vĩ nhưng vẫn vô cùng lãng mạn, trữ tình mà thiên nhiên đã ban tặng cho miền quê này. Xa xa, phía chân trời về hướng đông bắc, du khách chúng ta đã thấy sừng sững dãy đảo Cát Bà với 367 hòn đảo lớn nhỏ. Và cũng gần ngay trong tầm nhìn ấy, chúng ta cũng thấy thấp thoáng một dải đảo xanh ngắt chạy dài ven sát mặt nước biển, đó là đảo Cát Hải thân thương. Ẩn hiện trong màu xanh muôn trùng của xóm làng miền biển, chúng ta sẽ thấy thấp thoáng dáng một mái đình giữa cánh đồng núi rộng, nối liền với cồn cát chạy dài tựa như một tấm bình phong che chắn trước biển cả. Phà Đình Vũ đây, phà Đình Vũ hôm nay, ngày mai sẽ là cầu Tân Vũ Lạch Huyện. Từ bến phà này chỉ còn cách 5 km nữa thôi về phía đông bắc. Ở đó chúng ta sẽ thấy có một làng quê phồn vinh và trù phú giữa mênh mông nước mặn của biển khơi, mà vẫn có cây đa
giếng nước, sân đình, như bao làng quê khác trong đất liền của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đó là làng Đồng Bài. Ngôi đình của làng nằm ở vị trí trung tâm làng, trên một khoảng đất cao và bằng phẳng. Ngày xưa, ngôi đình này chỉ là ngôi nhà đơn sơ làm bằng tranh tre, nứa lá do các chức dịch và dân làng cùng gom góp chung tay dựng lên để thờ thành hoàng làng và ngài Hoàng Độ. Mãi đến năm 1936, bằng nguồn ngân sách thu được từ sự đóng góp tự nguyện, thành tâm của nhiều chức dịch, những người giàu có và cả dân nghèo trong làng chắt chiu từng bát gạo, hạt muối, góp của, góp công để xây dựng lên. Năm 1938, quan tri phủ Quảng Yên phụng chiếu của triều đình Bảo Đại để chỉ dẫn cho làng Đồng Bài được thờ ngài Cao Sơn và ngài Quý Minh làm thành hoàng làng. Đây là hai vị tướng quốc có công trong việc đánh đuổi giặc Ân thời vua Hùng thứ 6. Kể từ đó đến nay, đình Đồng Bài trong hậu cung đã thờ ngài Quý Minh và ngài Cao Sơn làm thành hoàng làng. Cho đến ngày nay, ngôi đình hiện tại vẫn giữ nguyên được dáng vẻ của ngôi đình năm xưa. Đình nay vẫn ở đầu làng, hai vị tướng quốc thành hoàng uy nghiêm. Trải qua quá trình biến thiên của lịch sử, sự khắc nghiệt của một vùng ven biển luôn có sóng to, bão lớn, lũ lụt và những nguy cơ từ biển, cộng với sự tàn phá khốc liệt của hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Nhưng giữa làng quê này, giữa mênh mông sóng khơi, mái đình vẫn sừng sững, ngạo nghễ cùng thời gian. Đình Đồng Bài vẫn được giữ gần một thế kỷ nay. Đình làng Đồng Bài đã thực sự là nơi hội tụ tế lễ thần thành hoàng, nơi diễn ra lễ nghi rước kiệu. Kiệu được sơn son thếp vàng, chính giữa kiệu là ngai vàng, nơi ngự trị của thành hoàng, được dân làng rước từ đình qua các đường làng rồi trở về đình giữa. Cờ quạt, lọng tre, tiếng nhạc và tiếng trống rộn ràng. Trong tiếng trống, tiếng nhạc tưng bừng ấy, dân làng diễn tả lại một cách tượng trưng sự tích về thần và công tích của thần. Lễ rước kiệu của dân làng thực sự đã gây nên hiệu ứng phấn khích giữa các dòng họ với nhau, tạo thành sự đồng cảm, đoàn kết, gắn bó không thể thiếu trong tế lễ cộng đồng. Chúng ta không bao giờ được quên, bởi vì đình làng ta đã là địa điểm ghi dấu son cách mạng. Đình là nơi tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa khóa 1 vào ngày 6 tháng 1 năm 1946. Đình cũng là nơi tổ chức hội nghị thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên xã Đồng Bài vào tháng 4 năm 1959 với 3 đảng viên trung kiên của xã Đồng Bài. Đây cũng là nơi chứng kiến
nhiều cuộc đưa tiễn lớp lớp thanh niên xã Đồng Bài lên đường đi đánh giặc. Trong số đó đã có hàng chục chiến sĩ đã trở thành bất tử. Các anh đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xa. Dân làng ta vinh dự được nhà nước tôn vinh hai bà mẹ Việt Nam anh hùng và 16 liệt sĩ. Đình là nơi ghi dấu, gốc tích quê hương của các anh hùng liệt sĩ Đồng Bài. Một ngày gần đây thôi, trong ngôi đình thiêng của làng, chắc chắn sẽ có một nơi trang nghiêm dành cho các anh hùng liệt sĩ Đồng Bài, sẽ được lập nên làm nơi thờ tự, để hàng năm vào những ngày sóc vọng, những ngày lễ hội định kỳ, những người dân làng Đồng Bài sẽ được thường xuyên chăm nom hương khói cho các anh, những người con bất tử của quê nhà. Nhiều người trong dân chúng xã nhà vẫn còn nhớ năm 1967, diêm dân được mùa muối nên đình Đồng Bài đã được dùng để làm kho chứa muối của hợp tác xã Đại Đồng. Âu cũng là vì cuộc mưu sự dân sinh của dân làng ta. Và trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ từ năm 1964 đến năm 1972 của quân và dân thành phố Hải Phòng, góp phần vào cuộc chiến đấu chống kẻ thù dân tộc đó, đình Đồng Bài đã là nơi hội họp của nhiều thế hệ du kích dân quân người Đồng Bài và là nơi ở, nơi chứa vũ khí, khí tài của bộ đội chủ lực. Tự hào vì chung trong tiếng khải hoàn ca của dân tộc có sự đóng góp của quê hương Đồng Bài, là nơi chống chọi giặc xa bão gần. Theo dòng thời gian thăng trầm, thiên tai, địch họa cũng như các di tích, đền chùa, miếu mạo khác, đình Đồng Bài đã xuống cấp. Như lời của một người con của Đồng Bài đã than rằng: ngày nay trên đất của làng, chùa Pheo, đình cũ khang trang không còn. Phượng hoàng để lại dấu son, ngoài đê sóng vỗ, bãi mòn vấn vương. Trải bao năm tháng đoạn trường, đình xưa miếu cũ phong sương ngỡ ngàng. Thế nhưng như được hồn thiêng sông núi quê hương dẫn đường chỉ lối, từ bản hương ước làng Đồng Bài được lập năm 1938 dưới triều vua Bảo Đại, do ông Đậu Xuân Cường, ủy viên ban thường vụ huyện ủy Cát Hải, giám đốc xí nghiệp mắm Cát Hải, đã tìm lại được từ bảo tàng cố đô Huế vào năm 1996, đã trao tặng lại bản sao cho dân làng Đồng Bài. Trên cơ sở đó, vào tháng 2 năm 1996, ông Hồ Anh Tuấn, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch phụ trách văn xã, ủy ban nhân dân huyện Cát Hải, đã giao lại cho xã nhà triển khai việc tu tạo lại đình Đồng Bài. Ông Nguyễn Văn Đại, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, và ông Đoàn Đức Hòa, chủ tịch ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đồng Bài. Xã Đồng Bài đã tiếp nhận văn bản. Kể từ đó đến nay, đình Đồng Bài trong hậu cung đã thờ ngài Quý Minh và ngài Cao Sơn làm thành hoàng làng. Cũng như bao làng quê vùng biển của miền Bắc nước ta, làng Đồng Bài cũng dựng xây, tu đắp lên một ngôi đình khang trang. Để xây dựng, tu tạo lại đình Đồng Bài, dân làng đã cử ra ban xây dựng có 5 thành viên do ông Tô Đức Nghinh làm trưởng ban. Trải qua từng giai đoạn, từ khi dân làng đóng góp 20.000 đồng một hộ,
rồi sự đóng góp của những người hảo tâm với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu và cả hàng trăm ngày công. Bởi thế, cho nên, nhìn mái đình Đồng Bài khang trang hôm nay mới hiểu hết những gian truân của người dân Đồng Bài, mới hiểu được sức người của nhân dân Đồng Bài và cũng hiểu được lòng khao khát của bao thế hệ người Đồng Bài về một chốn tâm linh, một chốn đi về. Nơi ấy, con dân cháu làng hội tụ bên nhau, quên đi những phiền muộn của đời thường, cùng chung nén hương trầm, dâng tiên tổ, cùng một nguyện cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận, gió hòa, đời sống văn hóa, kinh tế đổi mới, phát triển, quê hương thịnh vượng đẹp giàu. Rồi họ lại cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của ông cha, cùng nhau chia sẻ những buồn vui tình cảm họ mạc xóm làng. Thật đúng là giờ đây con cháu trong làng tứ phương lập nghiệp vẻ vang nên người, trẻ già rộn rã tiếng cười, đâu đâu cũng hướng về nơi quê nhà. Người ở làng, người ở xa, yêu quê như chính mẹ cha của mình, ước mong một chốn tâm linh, chung tay xây sửa ngôi đình hơn xưa, cùng nhau chẳng quản nắng mưa, góp công, góp của cho vừa với tâm. Trong số nhân dân làng xã góp công, góp của vào việc tu tạo đình Đồng Bài, có thể kể đến một số người tiêu biểu như ông Tô Văn Hòa, gia đình ông Nguyễn Văn Loan, bà Tô Thị Toan, ông Nguyễn Văn Đoàn, các con cụ Tô Văn Phổ, ông Bùi Bá Trọng, ông Tô Xuân Tiểu, ông Lưu Đức Công, và còn rất nhiều những người có tâm, có sức đã vì một ngôi đình làng quê hương mà không nề hà dù là người già hay tuổi trẻ. Chẳng hơn 80 năm trước thiên nhiên mưa bão, đình làng đã xuống cấp. Những năm gần đây, theo tâm nguyện của dân làng, với tâm huyết của ban hội tự đình làng, ngôi đình đã được trùng tu khang trang như ngày hôm nay. Đình làng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của cả làng. Cây đa, bến nước, sân đình đã đi vào sâu thẳm tâm hồn của những người dân quê. Đỉnh cao của các hoạt động văn hóa ở đình làng là lễ hội. Làng vào hội cũng được gọi là vào đám. Đây là hoạt động có quy mô và gây ấn tượng nhất trong năm đối với dân làng
ở các làng quê Việt Nam còn có hội chùa, hội đình, nhưng phần lớn là hội làng được diễn ra ở đình làng, gắn với đời sống của dân làng. Lễ hội bao gồm hai phần chính, đó là phần lễ và phần hội. Như thường lệ, hàng chục năm trở lại đây, những ngày sóc vọng hàng tháng và hai ngày, ngày đại, ngày lễ hội, đình Đồng Bài định kỳ vào mùng 4 tháng 4 và mùng 10 tháng 6 âm lịch hàng năm đều được Ban Hội tự đình làng Đồng Bài tổ chức đầy đủ, trang nghiêm. Những năm gần đây, được sự giúp đỡ của nhiều con dân cháu làng Đồng Bài, được sự quan tâm của chính quyền địa phương và tinh thần trách nhiệm của Ban Hội tự, đình Đồng Bài đã được tu bổ, làm mới một số công trình như xây hậu cung trong đình, cổng đình, lát sân. Cùng với đó là việc tu tạo, xây dựng chùa Đồng Tâm, tường bao và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, là những công trình tâm linh trên địa bàn làng xã quê ta. Rồi đây sẽ là nơi hội tụ của những tấm lòng yêu quê hương làng xóm của mọi người dân Đồng Bài thân yêu. Trên tổ quốc Việt Nam chúng ta, và cũng như mỗi xóm làng miền biển, đình làng Đồng Bài là ngôi đình của quê hương, là gốc tích và mãi là mạch sống của mỗi con người dân Đồng Bài. Cùng với thời gian, đình làng sẽ rêu phong cổ kính và mái đình cong cong như bàn tay cô gái uốn lượn giữa đêm trèo, vẫn luôn nhắn nhủ chúng ta cùng nhau giữ gìn, tôn tạo tài sản văn hóa vô giá của dân tộc, từ đó định hình xây dựng một làng quê trong thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, vừa truyền thống vừa hiện đại. Người xưa đã nói, người giàu đã bỏ tiền làm đình hay công đức làm chùa, thế mà người sau giữ việc hậu, không biết đền đáp ơn đức, chỉ lừa người lấy của, thì chẳng bao lâu tình nhạt lễ bạc, quên cả lời đoan, sinh thói bạc ác, hoặc bỏ cả rỗ chạp không như đời trước, hoặc là làm cỗ bàn không như quán ước, hoặc năm thì trước năm thì sau không đúng tháng, hoặc trẻ thì lạy, lớn thì không, chẳng đồng lòng. Vậy con cháu đặt hậu ở đình hay ở chùa mà thấy kẻ giữ ở hậu có trái lễ thì trình báo với nha môn để thu lại tiền công đức. Bởi thế cho nên, để cho việc tu tạo, nâng cấp đình Đồng Bài là rất cần, cần lắm sự ủng hộ của nhân dân
sự lo toan, chu đáo, tận tụy của những người đã được cả làng tin cử vào ban hội tự đình. Tuy nhiên, sẽ không tránh khỏi những sơ suất, hạn chế tồn tại trong tổ chức xây dựng, tu bổ và quản lý đình làng. Nhưng ngày nay, với lòng yêu quê hương của mỗi người con dân Đồng Bài, chúng ta tin tưởng rằng ba thôn của làng Đồng Bài quê ta, thôn Đoài khiêm tốn phía trên, thôn Trung gần gũi kết liên xã nhà, thôn Trấn lại ở phía xa, là nơi chống chọi giặc xa bão gần. Bao đời, bao kiếp người dân tứ phương hội tụ quây quần nơi đây. Họ to, họ nhỏ sum vầy chung tay xây dựng quê này đẹp tươi. Rồi trong một ngày gần đây, Đồng Bài quê ta cùng huyện Cát Hải thân yêu sẽ thay da đổi thịt. Diện mạo làng quê có thể sẽ đổi thay nhiều trong sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Nhưng là người dân Đồng Bài, chúng ta tin tưởng rằng bên cạnh việc lao động sản xuất để đảm bảo cuộc sống gia đình phát triển, trong tâm thức mỗi người dân đều cùng chung một suy nghĩ: làm cho quê mình đẹp giàu, giữ gìn bến nước sân đình cho mãi mãi trường tồn. Ngôi đình, tâm nguyện, ước mơ, bao nhiêu thế hệ mong chờ bấy lâu. Tình người bể rộng, sông sâu, đình làng vẫy gọi, rủ nhau ta về. Đồng Bài, dải đất ba thôn, Đoài, Trung, Trấn, một làng quê yên bình. Đức Cao Sơn, Đức Quý Minh, hai vị tướng quốc hiển linh thành hòa. Ngày nay trên đất của làng chùa phèo đỉnh cũ khang trang, không có Phượng Hoàng vần vương. Trải bao năm tháng đoàn trường, đình xưa miếu cũ phong sương ngỡ ngàng. Ở đây con cháu trong làng tha hương lập nghiệp vẻ vang nên người, trẻ già rộn rã tiếng cười, đâu đâu cũng hướng về nơi. Yêu quê như
ước mong một chốn tâm linh. Chung tay xây sửa ngôi đình chẳng quản nắng mưa, góp công góp của cho vừa với tâm. Bây giờ đình đã xứng tâm, ba gian rộng trước trải dài, hậu cung trang trọng có ngai thành hoàng. Đình nay vẫn ở đầu làng, tháng ngày sắp vòng hương nhang ba. Chờ bấy lâu tình người bể dòng sông sâu, đình làng vẫy gọi rủ nhau.